Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán để giúp các con ôn lại cách cộng, trừ, nhân, phân số, chia phân số. Hôm nay chúng ta học tiết 127, luyện tập trang 137. Chúng mình thực hiện bài 1. Tính rồi rút gọn. A. 2/7 chia 4/5. B. 3/8 chia 9/4. C. 8/21 chia 4/7. D. 5/8 chia 5/18. Bài có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, tính. Yêu cầu thứ hai, rút gọn. Ta lần lượt thực hiện từng phép tính. Ý A. 2/7 chia 4/5. Hai phần bảy chia 4/5. Đây là phép chia hai phân số. Ta lấy phân số thứ nhất nhân phân số thứ hai đảo ngược bằng 2/7 nhân 5/4. Nhân hai phân số, ta lấy phân tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. 2 × 5 bằng 10. 7 × 4 bằng 28. 10/28 là phân số chưa tối giản. Ta rút gọn bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho 2. 10 chia 2 được 5. 28 chia 2 bằng được 4. B. 3/8 chia 9/4. Đây cũng là phép chia hai phân số bằng 3/8 nhân 4/9 bằng 3 × 4 trên 8 × 9. Ta thấy tử số và mẫu số của phân số có các thừa số chia hết cho cùng một số. 3 và 9 cùng chia hết cho 3. 3 chia 3 được 1. 9 chia 3 được 3. 4 và 8 cùng chia hết cho 2. Cùng chia hết cho 4. 4 chia 4 được 1. 8 chia 4 được 2. Vậy tử số bằng 1 x 1 bằng 1. Mẫu số 2 x 3 bằng 6. Phép chia thứ 3. 8/21 chia 4/7. Ta cũng thực hiện như các phép chia phân số, chia hai phân số bằng 8/21 nhân 7/4 bằng 8 × 7 trên 21 × 4. Cũng như ý B, ý C, phân số có tích của các thừa số của tử số và mẫu số cùng chia hết cho một số, ta rút gọn luôn. 8 và 4 cùng chia hết cho 4. 8 chia 4 được 2, 4 chia 4 được 1. 7 và 21 cùng chia hết cho 7. 7 chia hết chia 7 được 1. 21 chia 7 được 3. Tử số 2 × 1 = 2. Mẫu số 3 × 1 = 3. Như vậy 8/21 chia 4/7 được 2/3. Ý cuối cùng của bài 1. 5/8 chia 15/8 bằng 5/8 nhân 8/5 bằng 5 × 8 trên 8 × 15. Cả tử số và mẫu số có các thừa số chia hết cho nhau. 8 chia 8 được 1. 5 và 15 cùng chia hết cho 5. 5 chia 5 được 1. 15 chia 5 được 3. Vậy tử số bằng 1
nhân 1 bằng 1. 1 nhân 3 bằng 3. Qua bài tập 2, bài tập 1. Chúng mình nhớ nhé. Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân phân số thứ hai đảo ngược. Chúng mình tiếp tục thực hiện bài 2. Tính theo mẫu. Mẫu 2 chia 3 phần 4 bằng 2 phần 1 chia 3 phần 4 bằng 2 phần 1 nhân 4 phần 3 bằng 8 phần 3. Ta có thể viết gọn như sau. 2 chia 3 phần 4 bằng 2 nhân 4 phần 3 nhân bằng 8 phần 3. Ta thấy đây là phép chia số tự nhiên cho phân số. Ta chuyển số tự nhiên thành một phân số có mẫu số bằng 1. Vì số tự nhiên nào cũng viết được dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1. Bằng 2 phần 1 chia 3 phần 4. Và đây là phép chia hai phân số. Ta lấy phân số thứ nhất 2 phần 1 nhân phân số thứ hai đảo ngược 3 phần 4 thành 4 phần 3. Hai phân số nhân với nhau, ta thấy lấy tử số nhân tử số, 2 nhân 4 bằng 8, 1 nhân 3 bằng 3. Từ cách tính trên, ta có thể viết gọn như sau. Số tự nhiên chia phân số, ta lấy số tự nhiên nhân phân số đảo ngược bằng số tự nhiên nhân mẫu số làm tử số và tử số 3 thành mẫu số. Như vậy 2 nhân 4 bằng 8 trên 3, 8 phần 3. Như vậy áp dụng cách tính trên, ta thực hiện 3 ý của bài tập. Ý A, 3 chia 5 phần 7. B, 4 chia 1 phần 3. C, 5 chia 1 phần 6. Ta lần lượt thực hiện các phép tính. Ý A, 3 chia 5 phần 7. Ta biến đổi số tự nhiên 3 thành 3 phần 1 chia 5 phần 7. Từ đây chia phép chia hai phân số. Ta nhân phân số thứ nhất 3 phần 1 nhân phân số thứ hai nhân với phân số thứ hai 5 phần 7 đảo ngược thành 7 phần 5 bằng 3 nhân 7 bằng 21, 1 nhân 5 bằng 5 bằng 2, 3 nhân 7 bằng 21, 1 nhân 5 bằng 5. Và ta cũng viết gọn như sau. 3 chia 5 phần 7 bằng 3 nhân 7 trên 5 bằng 3 nhân 7 bằng 21 phần 5. Ý B, 4 chia 1 phần 3 bằng, ta cũng áp dụng, ta viết gọn luôn, bằng 4 nhân 3 phần 1 bằng 4 nhân 3 bằng 12 phần 1. 12 phần 1 bằng 1 bằng 12 vì phân số có mẫu số bằng 1. Ý C, 5 chia 1 phần 6 cũng là một số tự nhiên chia cho một phân số. Ta viết gọn luôn bằng 5 nhân 6 phần 1. 5 nhân 6 bằng 30 phần 1. 30 phần 1 bằng 30. Chúng ta chuyển bài 3. Tính bằng hai cách. A, mở ngoặc 1 phần 3 cộng 1 phần 5 đóng ngoặc nhân 1 phần 2. B, mở ngoặc 1 phần 3
trừ 1 phần 5, đóng ngoặc, nhân 1 phần 2. Nhìn vào bài, ta thấy cách 1, ta sẽ tính cách thông thường, tức là tính phép cộng hai phân số trong ngoặc đơn rồi mới nhân phân số thứ ba. Phép cộng trong dấu ngoặc đơn là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Bước đầu tiên ta phải quy đồng mẫu số hai phân số. 1 phần 3 quy đồng thành lấy cả tử số và mẫu số của 1 phần 3 nhân với 5. 1 x 5 bằng 5, 3 x 5 bằng 15. Cộng 1 phần 5 ta lấy 1 x 3 bằng 3, 15, 3 x 5 bằng 15. 5 phần 15 cộng 3 phần 15 bằng 8 phần 15. Nhân phân số thứ 3, 1 phần 2. 8 phần 15 nhân 1 phần 2 bằng 8 x 1 bằng 8. 15 x 2 bằng 30. 8 phần 15 là phân số chưa tối giản. Ta rút gọn lấy tử số và mẫu số chia 2. 8 chia 2 bằng 4. 30 chia 2 bằng 15. Cách 2. Quan sát đầu bài, ta thấy đây là phép nhân tổng hai phân số với phân số thứ ba mà chúng ta đã học. Ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ ba cộng phân số thứ hai nhân với phân số thứ ba. Tức là ta lấy từng phân số của tổng nhân với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả lại. Mở ngoặc 1 phần 3 cộng 1 phần 5 đóng ngoặc nhân 1 phần 2 bằng 1 phần 3 nhân 1 phần 2 cộng 1 phần 5 nhân 1 phần 2. Một phần 3 nhân 1 phần 2 bằng 1 phần 6. 1 phần 5 nhân 1 phần 2 bằng 1 phần 10. 1 phần 6 cộng 1 phần 10 là hai phân số khác mẫu số. Ta tiếp tục quy đồng mẫu số hai phân số. 1 phần 6 bằng 1 nhân 10 trên 6 nhân 10 bằng 10 phần 60. 1 phần 10 bằng 1 nhân 6 trên 10 nhân 6 bằng 6 phần 60. 10 phần 60 cộng 6 phần 60 bằng 10 cộng 6 bằng 16 và giữ nguyên mẫu số 60. 16 phần 60 chưa tối giản, ta rút gọn phân số bằng cách lấy tử số và mẫu số chia 4. 16 chia 4 được 4, 60 chia 4 được 15. Ta chuyển ý B. Mở ngoặc 1 phần 3 trừ 1 phần 5 đóng ngoặc nhân 1 phần 2. Ở ý B ta cũng thực hiện cách 1. Tính theo cách thông thường. Trong ngoặc đơn, ta tính trong ngoặc đơn trước. Trong ngoặc đơn là phép trừ hai phân số khác mẫu số. Muốn trừ được hai phân số này, ta quy đồng mẫu số hai phân số đó. 1 phần 3 quy đồng thành 5 phần 15. 1 phần 5 quy đồng thành 3 phần 15. 5 phần 15 trừ 3 phần 15 bằng 2 phần 15. Nhân 1 phần 2. Nhân hai phân số, ta nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số. 2 x 1 bằng 2,
15 nhân 2 bằng 30. 2/30 ta rút gọn bằng 1/15. Cách 2. Ta thấy đây là một hiệu hai phân số nhân với phân số thứ ba. Ta lấy từng phân số trong hiệu nhân với phân số thứ ba rồi trừ các kết quả cho nhau bằng 1/3 nhân 1/2 trừ 1/5 nhân 1/2. Ta tiếp tục thực hiện hai phép nhân rồi trừ các kết quả cho nhau. 1/3 nhân 1/2. 1 nhân 1 bằng 1, 3 nhân 2 bằng 6 trừ 1/5 nhân 1/2 bằng 1 nhân 1 bằng 1, 5 nhân 2 bằng 10. 1/6 trừ 1/10. Đây là hai phân số khác mẫu số. Ta quy đồng phân số hai mẫu số hai phân số. 1/6 quy đồng thành 1 nhân 10 bằng 10, 6 nhân 10 bằng 60. 1/10 quy đồng thành 1 nhân 6 bằng 6, 10 nhân 6 bằng 60. Phân số 10/60 trừ 6/60 bằng 10 trừ 6 bằng 4 và giữ nguyên mẫu số. Phân số 4/60 rút gọn bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho 4. 4 chia 4 được 1. 60 chia 4 được 15. Như vậy, qua bài 1 ta thấy hai cách làm của ý A và ý B. Ý A được kết quả 4/15. Ý B hai cách cũng bằng 1/15. Bài 4. Cho các phân số 1/2, 1/3, 1/4, 1/6. Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần 12? Mẫu 1/2 chia 1/12. Ta thấy bài hỏi 4 phân số này, các phân số này gấp mấy lần phân số 1/12? Muốn biết các phân số này gấp mấy lần phân số 1/12, ta lấy lần lượt lấy các phân số, từng phân số chia cho 1/12. Cụ thể, 1/2 chia 1/12. Đây là phép chia hai phân số. Ta lấy phân số thứ nhất nhân phân số thứ hai đảo ngược bằng 1/12 nhân 12/1 bằng 1 nhân 12 bằng 12 phần 2 nhân 1 bằng 2 bằng 12 chia 2 bằng 6. Vậy 1/2 gấp 6 lần 1/12. Ta tiếp tục thực hiện phân số thứ hai, 1/3 gấp phân số 1/12. Bao nhiêu lần ta lấy 1/3 chia 1/12? Một phần ba chia 1/12 bằng 1/3 nhân 12/1 bằng 1 nhân 12 bằng 12 phần 3 nhân 1 bằng 3. 3/12 2 12/3
12 chia 3 bằng 4. Vậy một phần ba gấp bốn lần phân số 1/12. Chúng ta phân sang phân số thứ ba, 1/4. Một phần bốn gấp phân số 1/12 bao nhiêu lần, ta cũng lấy 1/4 chia 1/12 bằng 1/4 nhân 12/1 bằng 1 nhân 12 bằng 12, 4 nhân 1 bằng 4, 12 chia 4 bằng 3. Vậy 1/4 gấp 3 lần phân số 1/12 và phân số 1/6. 1/6 gấp 1/12 bao nhiêu lần, ta cũng lấy 1/6 chia 1/12 bằng 1/6 nhân 12/1 bằng 1 nhân 12 bằng 12, 6 nhân 1 bằng 6, 12 chia 6 bằng 2. Vậy 1/6 gấp 2 lần 1/12. Tiết học hôm nay các con đã ôn lại phép cộng, trừ, nhân, chia, phân số và các con cũng biết cách chia một số tự nhiên cho một phân số. Biết cách tính phân số này gấp phân số kia bao nhiêu lần. Giờ học của chúng mình đã hết rồi. Video tiếp theo của cô là tiết 128, luyện tập trung, trang 137, 138.